mỗi một ngày chúng ta đều phải ngồi thiền để mà vượt qua cái đó, và phải đọc kinh, phải đọc tại bi, chứ không có ai như đạo Phật là đủ. Và tự nhiên ma quỷ và 7-8 triệu người chết Covid rất là đông, vong hồn của họ lãng nhãn nhiều lắm. Vừa họ trước khi chết họ không biết tu, họ vẫn còn sân si và ích kỷ. Người chết càng ích kỷ hơn. Cho nên ví dụ như mình hứa với người sống, mình quên thì nhắc qua nhắc lại, ok bữa đó mình hứa đãi ông chầu xong mày không đãi, thì bữa nay mình gặp lên mình đãi được. Còn mình hứa với người chết tôi sẽ đãi cho vô ông chầu, mà mình mà không đãi là nó giật cho mình lật xe luôn á. Ví dụ tin không? Cũng bữa ăn thôi à. À, mà hứa với người đời thì nó khác, mà hứa với vong linh là khác. Cho nên ý mình muốn nói cũng là cái người đó hôm nay họ sống, họ không có chấp như vậy, nhưng mà khi họ chết, con người càng cô đơn, càng lạnh lẽo, càng không biết tu, họ càng chấp, càng giữ. Ghê lắm á. Cho nên mỗi lần mà lên trên núi đãi chư thiên với mấy ông thần á, mà lâu lâu cái ông sơn thần với mấy ông rồng cứ nói ở dưới quá trời người ở đứng ngoài cổng Thiên Long Sơn, họ cũng mong ngài ban cho hôm buổi tiệc, mà lỡ lúc đó mà hứa một cái rồi là phải làm á. Mới 2-3 tuần trước cũng vậy nè, mà chưa dám hứa. Thật sự cứu cho họ không có sao hết, nhưng mà họ không quen hoài, nên để người thường cúng. Cái chân mạng việc lớn thì không có đi cúng nhiều ở đó được, thờ việc nhờ anh bác hay là mấy người trên núi hay mấy đệ tử trên núi cũng.